từ vựng đó để các bạn nhớ từ vựng lâu hơn. Mình biết đọc, mình nhớ nghĩa, sau đó mình chỉ chuyển sang là tương tác, nói được một câu. Cô đặt câu hỏi cho lớp mình là trả lời và nói câu đó các bạn nhé. Thì học phí 299k này là đã bao gồm giáo trình cộng với là chuỗi bài giảng online trong thời gian 4 tháng. Để đăng ký được khóa này thì những bạn nào ở Việt Nam, chúng ta sẽ nhìn thấy được chữ mua bên góc phải. Sau khi các bạn để bấm vào chữ mua bên góc phải, chúng ta đi tới một cái phần là thanh toán, nó có một cái mã voucher ưu đãi 20k. Các bạn nhớ apply cái mã voucher này vào để được giảm ưu đãi hơn thì về phần học phí nhé. Đó là khóa giao tiếp căn bản, học phí là 299k trên thời gian học là online 4 tháng. Hình thức là các bạn đã mua khóa học, thành ra là bất cứ khi nào mình có thời gian rảnh mình đều có thể truy cập vào trong chuỗi hệ thống bài giảng mình học được hết các bạn nhé. Đúng rồi Ngọc Quyên, phần này là cô sẽ gửi về cho giáo mình là giáo trình file cứng cộng với là một cái mã để Ngọc Quyên truy cập vào trong chuỗi hệ thống bài giảng của cô Ngọc Quyên học nhé. Đối với là chuỗi hệ thống bài giảng của cô thì cô sẽ đi theo phương pháp phản xạ, hướng dẫn từng bước một, thành ra là nếu mà Ngọc Quyên mình không có tự tin về phần phát âm của mình muốn cải thiện chuyên về Anh văn nghe nói giao tiếp phản xạ, nhưng mà mình chưa có kiến thức nền thì mình có thể học khóa này để mình nói được 500 câu giao tiếp phản xạ thông dụng bạn nhé. Trong trường hợp những bạn nào có kiến thức nền rồi á, lớp mình đợi có xíu, ôn thi chứng chỉ như nào? Bạn Đức Trọng, Đức Trọng ơi, ôn thi chứng chỉ hả bạn? Ôn thi chứng chỉ là bằng thi TOEIC đó bạn. Thì khóa này đang rất là bằng TOEIC này đang rất là common, phổ biến bạn ha. Tất cả các công ty nước ngoài người ta đều yêu cầu là phải có một cái chứng chỉ tiếng Anh nào đó để người ta sẽ xem hồ sơ của mình đầu vào. Và ngày nay cái chứng chỉ này là TOEIC bạn nhé. Thì khóa này là học phí là 399k trên thời gian học là 4 tháng. Hình thức đăng ký là bạn bấm vào chữ mua. Và bấm vào chữ mua, chúng ta đi tới cái phần thanh toán. Cô có để một cái mã voucher 20k. Bạn có thể apply vào để được giảm hơn về phần học phí nhé. Hình thức đăng ký này có nghĩa là bạn mua khóa học online của cô trong thời gian là 4 tháng. Sau khi các bạn đăng ký thì bạn chờ khoảng tầm từ 2 đến 3 ngày. Bên J&T sẽ gửi về cho mình một cái mã để chúng ta truy cập vào trong chuỗi hệ thống bài giảng online của cô. Thì bao kiến thức của khóa là TOEIC bao gồm từ TOEIC căn bản đến luyện đề chuyên sau cho đến tổng hợp 2000 từ vựng. Đối với phần TOEIC căn bản thì cô sẽ hướng dẫn là 12 điểm ngữ pháp, chuyên luyện đề chuyên sau 10 đề chuyên về phần TOEIC luôn. Sau đó là sau mỗi đề như vậy cô có trích ra 100 từ vựng cốt lõi mà không hay gặp đi gặp lại trong môi trường công sở trong đề thi. Sau đó cô sẽ tiến hành là làm chuỗi bài giảng để các bạn có thể ôn tập 2000 từ vựng này. Thì sau một đề là 100 từ thì sau 10 đề listening và reading tổng là hợp lại thì chúng ta sẽ có là 2000 từ bạn nhé. Những bạn nào mà muốn ôn tập lại về kiến thức mà chúng ta không cần đi thi chúng ta vẫn có thể học được nha các bạn. Thì trong khóa này chúng ta sẽ học lại toàn bộ hệ thống ngữ pháp cộng với lại 2000 từ vựng và luyện đề chuyên sau 10 đề listening và reading. Sau khóa học này chúng ta sẽ tăng kỹ năng đọc hiểu và nghe hiểu các bạn nhé. Khi mà từ vựng của mình tăng rồi đó lớp thì và khả năng của mình cứng rồi thì các bạn có thể tăng khả năng đọc hiểu và nghe hiểu. Lương Bảo Gia, Lương Bảo Gia ơi, nhớ là học trong cái phần là chuỗi bài giảng của cô nha bạn. Chuỗi bài giảng của cô nha Lương Bảo Hoa, Lương Bảo Gia. Nó không phải là video của người nước ngoài bạn ơi. Bài giảng là do chính cô thực hiện bạn nhé. Chuỗi bài giảng là do chính cô thực hiện theo phương pháp phản xạ. Có bao gồm giáo trình đính kèm với mình trong quá trình học các bạn nhé. Cụ thể là khóa giao tiếp căn bản này là nội dung chủ đề học là mình sẽ học 500 câu giao tiếp thông dụng. Đầu tiên là các bạn sẽ học về phần phát âm cùng với cô. Cô sẽ hướng dẫn cách đọc từng ký tự phiên âm quốc tế. Sau đó là chúng ta sẽ học về phần nghĩa. Đối với lại phần nghĩa thì cô sẽ dùng là body language, nghĩa là ngôn ngữ hình thể để tương tác, để các bạn có thể nhớ từ vựng lâu hơn. Và cuối cùng là cô đặt câu hỏi cho các bạn tương tác liên tục. Trong trường hợp mà lịch trình của mình quá dày luôn đó, mình quá bận luôn, thì cố gắng học giúp cô là 10 phút mỗi ngày. Thì sau khoảng tầm 3 đến 4 tháng các bạn có thể nói được 500 câu giao tiếp thông dụng này. Trong trường hợp là mình có dành được thời gian cho việc học tiếng Anh, cụ thể là mỗi ngày 20 phút, thì sau khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng là bạn có thể nói được 500 câu giao tiếp căn bản này rồi bạn nhé. Nhưng mà lớp mình phải dành tiếng Anh cho việc học và thời gian cho việc học tiếng Anh nha. Học phí chỉ với 299k này là bao gồm giáo trình sẽ được gửi về cho các bạn, cộng với là một cái mã học online. Hình thức là chúng ta sẽ mua khóa học online của cô. Bài giảng là do chính cô thực hiện nha các bạn. Đi kèm đó là giáo trình để những bạn nào mà quá yếu chúng ta có thể nhìn vào mặt chữ chúng ta ghi chép lại. Và khi một bài giảng mà đặc biệt là những bài đầu á, những bạn nào mà tiếp xúc không quen với lại về phần phát âm, cô có hướng dẫn là cách đọc từng ký tự phiên âm quốc tế mà các bạn không quen đó, thì một bài chúng ta vẫn có thể học được nhiều lần các bạn nhé.
Đó là khóa giao tiếp căn bản dành cho những bạn nào vô cùng mắc gốc, vô cùng vắt căn bản luôn vẫn có thể học được nha lớp. Mục tiêu của khóa học này là chuyên về Anh văn nghe nói phản xạ các bạn ha. Mình có học ngữ pháp nhưng mà rất là ít để chuyên về là các bạn có thể đặt được câu, các bạn nhìn câu mình có thể hiểu được là đâu là chủ ngữ, động từ và tăng ngữ các bạn nhé. Cô cảm ơn bạn Kim Võ. Học TOEIC ạ. Học TOEIC thì mình sẽ đăng ký thẳng vào khóa TOEIC luôn nha em, để đi vào trọng tâm mình học để mình rút ngắn thời gian của mình lại. Đối với khóa TOEIC này chắc chắn là rất là chất lượng các bạn. Bao gồm là khóa TOEIC là bao gồm là tổng hợp 12 điểm ngữ pháp, luyện đề chuyên sau 10 đề và cuối cùng là tổng hợp 2000 từ vựng. Những bạn nào có mục tiêu mà học xong chúng ta đi thi TOEIC đó, trong khoảng thời gian từ là 3 đến 4 tháng tới chúng ta dự định thi thì các bạn học chuyên sau cái phần là luyện đề cùng cô với cô, bởi vì cái khóa là khi mà chúng ta đi vào chuyên sau luyện đề như vậy á thì chúng ta sẽ kiểm soát được thời gian, có nghĩa là time management. Đây là cô đã hướng dẫn rất là cụ thể luôn. Những bạn nào mà chưa có kiến thức nền đó lớp thì chúng ta học cái phần là tốt căn bản của cô kỹ vào, cụ thể là tổng hợp 12 điểm ngữ pháp, sau đó là tới luyện đề chuyên sau 10 đề và cuối cùng là tổng hợp 2000 từ vựng. Khi mà từ vựng của các bạn tăng nè, ngữ pháp của các bạn vững nè thì tự động kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng nghe hiểu sẽ tăng các bạn nhé. Bạn Golf 97, em mắc gốc rồi. Mình mắc gốc nhưng mà giờ học kiểu gì nhanh được vậy cô giáo? Mất gốc thì mình phải từ từ mình học lại bạn, không có nhanh từ từ nha, để cô hướng dẫn cho. Những bạn nào mất gốc thì mình phải xác định giúp cô là hai mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất là của mình là mình mất gốc nhưng mà mình muốn học chuyên về Anh văn nghe nói phản xạ, mình muốn nói được, mình muốn tăng về khả năng phát âm của mình, thì những bạn đó nên đăng ký vào khóa giao tiếp căn bản nha các bạn. Khóa giao tiếp căn bản là khóa chuyên về Anh văn nghe nói phản xạ, cụ thể là chúng ta học từng âm một, chúng ta đọc âm, chúng ta học phát âm, từ vựng và phản xạ với lại 500 câu giao tiếp thông dụng nha bạn Golf 97. Trong trường hợp bạn Golf 97 mình muốn học là mình mất gốc nhưng mà mình muốn học xong để mình lấy một cái chứng chỉ nào đó mình đi thi thì mình nên học khóa TOEIC bạn nhé. Khóa TOEIC thì cũng là cho những bạn mất gốc vẫn có thể theo được và chúng ta học nhiều về ngữ pháp, học nhiều về từ vựng. Khóa này là chuyên về đọc hiểu tài liệu. Còn trong trường hợp bạn Golf 97, mục tiêu của mình là chuyên về nghe nói phản xạ, mình muốn được nói những câu văn mà mình tự tin hơn về phần phát âm của mình hiểu cái từ vựng đó, mình hiểu cái âm nó đọc như thế nào, thì bạn đăng ký khóa giao tiếp căn bản bạn nhé. Học phí của khóa giao tiếp căn bản là 299k. Hình thức đăng ký là các bạn bấm vào chữ mua. Sau khi các bạn bấm vào chữ mua, mình đi tới một cái phần thanh toán, các bạn nhận được mã voucher ưu đãi 20k nhé. Chúng ta thể nhìn thấy là mã ưu đãi. Thì hình thức đăng ký này thì cô sẽ gửi về cho các bạn một quyển giáo trình cộng với là một cái mã mình truy cập vào trong chuỗi hệ thống bài giảng online của cô trong thời gian là 4 tháng. Hình thức đăng ký này có nghĩa là các bạn mua giáo trình cộng với là mua bài giảng của cô, cả hai luôn nha. Các bạn phải học là mình kết hợp cả hai luôn thì mới hiệu quả nha lớp. Phải có sự hướng dẫn của cô, bởi vì ở giai đoạn đầu phải có người đọc cho mình đọc theo, phải có người chỉ cho mình biết là cái khẩu hình miệng là như thế nào, chữ U, chữ Sh, chữ Sh, những cái âm đó mình sẽ cách đọc nó như thế nào, phải có người hướng dẫn, phải có người tương tác cùng bạn mỗi ngày. Và ít nhất mình dành mỗi ngày 10 phút cho việc học tiếng Anh thì sau khoảng tầm là một tuần là các bạn đã cảm nhận được là cái âm của mình nó thay đổi rồi. Tương tự giống như là việc luyện giọng trong tiếng Việt vậy đó lớp. Nếu mà chúng ta chăm chỉ luyện mỗi ngày thì cái giọng của mình sẽ thay đổi bạn nhé. Mắc gốc thì chúng ta học lại. Bạn Phương Phan đang học lesson 3 thấy tiến bộ rồi. Cô cảm ơn bạn Phương Phan. Bạn Phương Phan có đăng ký học rồi hả? Giao tiếp nâng cao. Bạn đi bảo tàng thôi. Để cô hướng dẫn cho bạn khóa giao tiếp nâng cao. Giao tiếp nâng cao là phù hợp với những bạn nào đã có kiến thức nền, có nghĩa là hiện giờ mình cũng nói được một ít rồi lớp. Cô cảm ơn bạn Cúc Pan. Cúc Pan tặng cô hoa hồng. Cô cảm ơn. Giao tiếp nâng cao là dành cho những bạn nào đã có kiến thức nền, có nghĩa là hiện giờ mình cũng nói được vài từ rồi lớp, đọc hiểu tài liệu thì tốt, nghe cũng được luôn, nhưng mà nhiều lúc muốn nói phản xạ lại, muốn nói nhiều hơn nữa thì các bạn nói không được, tại vì có thể là chúng ta bị thiếu từ vựng nè, hoặc là chúng ta bị hỏng một cái gọi là mẫu trúc câu nào đó, chúng ta không biết là sắp xếp trật tự của từ vựng, không biết cách hình thành câu văn dài và đoạn văn và phát triển ý tưởng trong quá trình nói chuyện là như thế nào. Mặc dù từ vựng của mình rất là nhiều nhưng mà mình không có tận dụng lượng từ vựng đó, mình không có tận dụng việc nghe hiểu đó vào trong cái việc nói của mình, thì các bạn nên đăng ký khóa giao tiếp nâng cao nhé. Trong khóa giao tiếp nâng cao thì cô sẽ hướng dẫn các bạn để khắc phục những cái lỗi này, đặc biệt là khóa này mình sẽ học trong thời gian 6 tháng. Những bạn nào hiện giờ không có môi trường luyện tập tiếng Anh, nói tiếng Anh ở lớp thì chúng ta có thể đăng ký khóa này để luyện tập cùng cô nhé. Rồi thì cô cảm ơn các bạn tặng cô nhé.
Thì khóa giao tiếp nâng cao này chương trình học là 599K, hình thức đăng ký là chúng ta sẽ bấm vào chữ mua. Thì sau khi các bạn bấm vào chữ mua, cô sẽ gửi về cho bạn là giáo trình file cứng cộng với là một cái mã chúng ta học online trong thời gian là 6 tháng. Hình thức đăng ký này có nghĩa là chúng ta mua giáo trình bên cô cộng với là chuỗi bài giảng, phải có chuỗi bài giảng, phải có người hướng dẫn nha các bạn. Thì trong chuỗi bài giảng này nội dung kiến thức bao gồm là 52 chủ đề trong cuộc sống. Mỗi chủ đề như vậy là cô hướng dẫn từ phần là từ vựng liên quan tới chủ đề đó, phát âm của từ vựng đó, cụm từ đi chung với từ vựng mới đó, collocation đó, lớp mình gọi là cụm từ đi chung với từ vựng đó, cách hình thành câu văn dài, đoạn văn và phát triển ý tưởng để làm sao sau mỗi chủ đề học như vậy các bạn có thể nói được một đoạn văn bằng tiếng Anh. Thì sẽ có một vài cái gọi là cái phương pháp để chúng ta có thể phát triển ý tưởng trong quá trình giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh. Thì các bạn sau khi mà học xong á, thì sau khi gọi là sau khoảng một vài bài đi ha, thì chúng ta chỉ cần một idea, một ý tưởng nào đó thôi là chúng ta có thể phát triển cái ý tưởng nó thành một đoạn văn. Thì cái đó là mục tiêu cuối cùng của khóa giao tiếp căn bản lớp mình ha. Mình phản xạ nhanh hơn, mình nói được nhiều ý hơn, mình có môi trường luyện tập mỗi ngày. Học phí là 599K, bao gồm là giáo trình sẽ được gửi về cho các bạn cộng với là một cái mã mình học online trong thời gian là 6 tháng. Hình thức đăng ký là các bạn bấm vào chữ mua nha lớp. Mình bấm vào chữ mua. Khóa học là do chính cô thực hiện nha các bạn. Giao tiếp nâng cao là dành cho những bạn nào đã có kiến thức nền. Mình muốn học online với cô Hồng Lê ơi, mình học online với cô, thì bạn sẽ bấm vào chữ mua bên góc phải nhé. Những bạn nào học là chuyên về Anh văn giao tiếp phản xạ nhưng mà chúng ta chưa có kiến thức nền thì các bạn có thể đăng ký khóa giao tiếp căn bản để xây lại nền của mình, cụ thể là phát âm, từ vựng và